Xin chào diễn giả, hiện tại Tiết Cương đang đứng ở một ngôi chùa rất là đẹp, chùa Vĩnh Ân, thuộc thôn Vĩnh Hy. Ngôi chùa có lưng tựa vào núi rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Và phía trước mặt là Vịnh Vĩnh Hy, phong cảnh rất đẹp và hữu tình. Thì theo Tiết Cương được biết thì chùa Vĩnh Ân là một chùa rất linh thiêng ở đây, và bà con ở trong vùng rất là thường xuyên lên cúng viếng, và cả du khách phương xa như Tiết Cương và đoàn hôm nay cũng lên đây cúng viếng. Và bây giờ thì đây là Tiết Cương ở phía trước chùa, và bây giờ mời mọi người cùng Tiết Cương vào bên trong để xem chánh điện, và Tiết Cương sẽ quay cảnh xung quanh để quý vị xem phong cảnh của chùa Vĩnh Ân nhé. Đây là nơi thờ mẹ Quan Thế Âm và Ngọc Thưởng đang cầu nguyện. Đây là nơi thờ Phật Thiên Hữu Thiên Nhãn, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vĩnh Ân Tự. Chùa đơn sơ giản dị nhưng rất là đẹp, quý vị thấy không? Lưng tựa vào núi, rất hùng vĩ và rất đẹp. Xa xa là phong cảnh view của Vịnh Vĩnh Hy. Đằng kia quý vị có thấy một ngọn núi đá rất là lạ không? Nó có một cái hòn núi nhỏ nằm trên một cái cục đá lớn rất là độc đáo. Ủa, cái này nét độc đáo của thiên nhiên. Vậy sư, cái lá bồ đề, lá bồ đề được quà tặng nha, rất là may mắn. Bồ đề trong tiếng Phạn là Bồ Hy, nghĩa là sự thức tỉnh. Tương truyền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ sau khi thiền định dưới gốc bồ đề cách đây hơn 2500 năm. Chính vì thế chiếc lá bồ đề đã trở thành một biểu tượng tâm linh gắn liền với Phật giáo, tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt, mang đến nhiều may mắn và hạnh phúc cho mọi người. Sự thức tỉnh bao giờ cũng quan trọng biết bao trong đời sống của chúng ta, cho nên giữ chiếc lá bồ đề là sự nhắc nhở mình về sự tỉnh thức. Không có sự tỉnh thức, con người sẽ lao theo những lầm tưởng u mê và không có lối ra. Người ta cứ bị lạc mãi trong cả khu rừng u mê lầm tưởng ấy. A few moments later. Thưa vậy, sau khi tham quan viếng chùa Vĩnh Ân thì bây giờ thì đoàn của Tiết Cương sẽ đi ra cầu tàu và sẽ đi ra bè để tham quan du lịch ẩm thực. Ban quản lý vườn quốc gia núi Chúa, đây cầu tàu đi. Cầu tàu hướng cho mình biết Vịnh nè. Có rất nhiều tàu màu trắng là tàu du lịch đó Thưởng. Còn những cái tàu màu xanh đó Thưởng là tàu gì? Tàu đi đánh bắt cá. Đi tàu bắt cá của dân địa phương. Bây giờ thì Tiết Cương sẽ đi vòng ra ngoài khu vực bên ngoài kia là một vực bè rất là thoáng mát để tham quan du lịch và ẩm thực. Review quay một cảnh xung quanh để cho mọi người xem Vịnh Vĩnh Hy đẹp như thế nào nghe. Đây, tàu của chúng tôi đang lên đường đi tham quan Vịnh Vĩnh Hy. Bên tài có nghiêm túc mặc áo phao vào. Trời ơi, đây có hot girl nào chụp hình. Xin chào Hoa hậu bãi biển Phạm Thị Yến. Đây, quá đẹp luôn, có những hòn đá. Mũi cá heo đúng rồi. Cái mũi quý vị nhìn thôi, có giống như con cá heo không? Y chang luôn quý vị ơi, mũi cá heo. Còn núi Còn núi Chúa là đâu? Dạ, núi Chúa là ở đây.
Chúa nha quý vị. Đó, đó là núi Chúa. À, quá đẹp luôn chỗ này. Lần đầu tiên Đức Cương mới được đến du lịch tại Bình Bình Thi. Phong cảnh rất đẹp và hùng vĩ. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Ngắm mặt biển đông xa tít chân trời. Nghe sóng vỗ rì rào biển cả. Cút phi lao. Đó, có người đi tàu để câu mật hay gì đó quý vị ơi. Đúng là mỗi cá heo giống y chang cá heo luôn. Làm hưởng làm gì vậy? Làm giảng chụp hình hả? Trời ơi, mặc đồ đi biển luôn, quá dữ luôn quý vị ơi. À, đây giới thiệu quý vị khu nghỉ dưỡng có ở trên núi đâu vậy không? Rất độc đáo, nằm ở giữa biển khơi, view rất là đẹp và có những chiếc tàu thuyền ca rắc sóng biển chập trùng. Và theo lời giới thiệu của anh dân địa phương, đây là một trong những resort nghỉ có giá đắt đỏ nhất nhì tại Việt Nam, nằm giữa biển luôn, có bãi tắm rất đẹp, sóng biển chập trùng. Và đây rất độc đáo, ở giữa biển có những cái hòn đá nổi lên, giữa biển có hòn đá, mình có ghé vô đó mình check in không? Quá chập trùng quá quý vị ơi. Thì đó, hiện lên rất độc đáo và lạ lùng giữa biển lần đầu tiên Tiến Cương mới thấy. Giữa biển có đá. Qua cái chỗ này mà vô đây mà quý vị thấy không, những hòn đá rất là lạ lùng và độc đáo, rất đẹp. Đó, đây là dưới tàu kính sẽ ngắm được san hô phía dưới. Lần đầu tiên Tiến Cương mới được ngắm san hô, nhưng mà ở ngoài mắt nhìn thì thấy nó rõ hơn là so với ở trong camera đúng thường. Nếu mà Tiến Cương muốn thấy rõ là Tiến Cương phải nhảy xuống dưới để mắt kính vô. Đó, chúng ta đang cắm san hô qua để lấy tàu. Vậy thôi, thấy mờ vậy thôi. Một rõ là phải nhảy xuống dưới. Tiến Cương và Ngọc Thưởng được ngắm san hô. Và nếu mà xiên thì có thể nhảy xuống đeo kính lặn dưới là thấy rõ ràng hơn. Nhưng mà đoàn của chúng tôi đã yếu quá rồi, nên chỉ ngắm san hô qua kính thôi. Nhưng mà mấy cái san hô này còn sống không Tùng? Sống chứ. Để nghe cái san hô. Bơi nè. San hô thường thường ở đây là có hai dạng, như là san hô thân cứng và thân mềm. Nó này thân mềm là lúc lắc lắc hả Thưởng? Lúc lắc thân mềm. Còn thân cứng thì nó phải vì là nó có thân. Hai loại san hô. Có con cá nữa Thưởng thấy không? Đấy. Cái này mà lặn xuống đẹp lắm. Đẹp luôn. Đẹp là phải nhảy xuống dưới. A few moments later. Chưa tới bè nữa là đã nằm không quý vị ơi. Đây là ổng đã bị cây sóng rồi. Mệt quá. Quá yếu. Yếu hơn Ngọc Thưởng nhiều. Mệt quá, yếu quá. Chóng mặt quá Thưởng ơi. Đừng lộn mẹ luôn nha. Dịnh rồi nè. Tiết Cương và Ngọc Thưởng đi tham quan vườn nho, ra tới Ninh Thuận là phải nhắc tới vườn nho. Và phỏng vấn Ngọc Thưởng, đây là lần thứ mấy Ngọc Thưởng đến vườn nho để tham quan? Dạ đây là lần đầu tiên à. Thiệt luôn hả? Dạ. Và nho này là đốm Thưởng nho gì đây? À, nho Ninh Thuận. Đúng rồi. Cái nho của mình đó, thứ nhất là nó có hột, thứ hai là nó có vị gì Thưởng? Vị hơi chua chua. Hơi chua chua ngọt ngọt. Thì Tiết Cương thật sự là thích ăn nho của ta hơn là nho Tây, nho Mỹ. Tại vì nho kia thích cái không có hột nhưng mà nó ngọt liệm, mà thức ăn hay là trái cây nó phải có gì đó vị hơi chua chua ngọt ngọt mới ngon vì ngọt không ngán lắm. Còn Ngọc Thưởng thì thích sao? Dạ em cũng thích giống anh vậy đó. Thích chua chua hả? Dạ. Rồi, vườn nho quá trời luôn. Và đây Tiết Cương sẽ một câu hỏi dành
dành cho Ngọc Hưởng nha. Rồi. Đối với Ngọc Hưởng là cây nho này là có tuổi thọ bao nhiêu năm? Câu hỏi thứ nhất, mời trả lời. Thì có tuổi thọ hoài luôn nè, nó mình trồng hoài nào chết thôi chứ có gì. Sai. Đây một cây nho theo Tiết Cương hỏi chủ vườn thì có tuổi thọ khoảng 10 năm. À. 10 năm. Rồi thứ nhất Ngọc Hưởng sai. Câu hai là một năm thì cây nho thu hoạch được mấy mùa vụ? 2. Sai, 4 mùa vụ. Rồi còn câu cuối cùng, đối thưởng đây là cái gì ở dưới gốc? Cái gì ở dưới gốc nho có những hạt đen đen là gì? Của ta ba bậc. Rồi, Hưởng trả lời đi. Dê. Thiệt không? Con dê đó. Tại nhà Hưởng có nuôi dê bươi hết hả? Đúng rồi. Phải không? Phải. Đâu để tôi cầm tôi coi coi. Đúng không bà con? Bà con cho ý kiến nha, chứ Ngọc Hưởng nói này phân dê. Ở đây dê nhiều là Thượng nói là phân dê hả? Dê nhiều luôn. Đó nè. Thượng nói đây là phân dê. Không phải đâu Thượng ơi, anh thấy cái này giống như trà sữa chân châu thôi Thượng. Trời ơi, chân châu là phân dê đó. Dạ. Ừ. Rồi. Cái lá nho nhìn dễ thương không ha? Nhìn nó giống như là đem về trồng nó không hợp thổ nhưỡng khí hậu gì ơi. Rồi thôi bây giờ chúng tôi lại ẩm thực thôi. Tưởng đâu là nho giả không có nhiều. Ừ, quá rất, trời. Rất là giống nho giả. Đùm vậy thấy ha. Giới thiệu một Hưởng đây là nho còn xanh. Đó, nho còn xanh. Và theo lời của những người chăm sóc đây thì nho này là sau 2 tháng 10 ngày nó mới bắt đầu chín mọng và thu hoạch được. Và Tiết Cương vô vườn này rất là sướng bởi vì tôi cao, chỉ cần thí dụ nho ha. Giống như con cáo và chùm nho, Tiết Cương chứ cần hả miệng ra nè. Ủa, ăn được cái nho. Còn quý vị xem Ngọc Hưởng thấy tội nghiệp lắm. Lùng tịt nè. Ngọc Hưởng đứng lại với cái nho coi. Đâu có hả miệng ra tới đâu. Trời ơi, cách xa tới 2 km lận. Trời ơi. Ngọc Hưởng không thể nào vừa há miệng vừa ăn được nho quý vị ơi. Tội nghiệp quá. Tôi đây nè, tôi đi qua luôn nè. Ủa? Tới không? Nho ở dưới đầu tôi nè, thấy không? Trời sao Ngọc Hưởng cáo vậy? Sao hay vậy? Thấy không? Sao mới nãy lùng tiệt giờ cao nhộng vậy? Thấy không đó, tôi đi tới đâu luôn nữa đó. Ủa mà sao cao hay vậy? Trời ơi. Bí quyết nào hôm nay Hưởng có đôi dép này cao vậy Hưởng? Em đem theo hả? Tôi có. Chị đâu? Ủa đây nè. Vậy hả? Ủa mấy anh chị ở vườn nho người ta có đôi dép này người ta mang để người ta hái nho đó anh. Ủa vậy hả? Đúng rồi, mình hái mình phải cắt lên trên đầu luôn để nó không cho bị giặt sao? Bởi vì dành cho mấy người thấp như Hưởng hả? Quá dữ luôn. Rồi ơi, Tiết Cương lần đầu tiên mới phát hiện ra được có cái đôi guốc cao nhầm không? À, quá dữ dằn luôn Hưởng ơi. Tiết Cương là thương Hưởng luôn rồi. Giới thiệu quý vị, Tiết Cương đến hang Rái, quà tặng độc đáo của thiên nhiên. Hang Rái là sự lựa chọn hàng đầu du khách khi đến với núi Chúa. Cái tên hang Rái bắt nguồn từ việc những chú rái cá biển chọn xếp những hang hốc được hình thành từ quần thể đá xếp chồng với nhau làm nơi sinh sống. À, thềm sang hô cổ. Thưa quý vị, hiện tại Tiết Cương Ngọc Hưởng đang ở khu vực kêu bằng danh lam thắng cảnh của Vĩnh Hy Ninh Thuận, đó là hang Rái. Và kia là quần thể những tảng đá được tương truyền là ngày xưa những chú rái cá chọn ở đây làm nơi trú ẩn và tụ tập. Cái đó chắc có cách đây từ lâu đời rồi, bây giờ thì không còn những chú rái cá nữa. Và đây là gọi là bàn thạch nha quý vị. Đó, có nghĩa là một tảng đá to như một cái hòn đá vậy đó. Và như một cái bàn nữa, và đây là những cái qua hàng triệu năm nắng mưa gió sóng biển đó bào mòn thành một cái bàn thạch đá rất là to. Và quý vị nhìn kỹ nó từ đây, nó rất lởm chởm và có nhiều gai góc lắm, đúng không Thượng? Dạ. Đó nè, mấy cái này bén lắm nha Thượng ơi. Nên mà Tiết Cương nghĩ lên đây nó sẽ bị đứt chân á. Thì đâu có cho lên đâu. Thì cấm, nhưng mà đại ý là nếu mà lên đây là sẽ đứt chân á. Bởi vì không cho ở trên nhìn xuống nó có giống như là cái bàn đá của vị. Một màu và đen xám. Hang Rái này là một trong những địa điểm văn tam thắng cảnh tự nhiên của Ninh Thuận. Rất nhiều du khách đến Ninh Thuận, Vĩnh Hy đều một lần ghé qua hang Rái. Nó có những hòn đá rất kỳ dị xếp chồng lên nhau. Dạ. Cả những cái rặng san hô cổ mấy ngàn năm nữa mà bây giờ Tiết Cương sẽ kìa, đi phải bên đó không? Tìm hiểu coi cái những cái rặng san hô đó ở đâu để review tặng quý vị xem. Hôm nay
check in luôn. Có đường lên check in. À, đây. Quần thải gọi là thạch bàn. Bạn thấy không? Có rào lại nè, đó nó một quần thải. Cái này giống như ở Đố Hữu nhớ là mình đi ở Tuy Hòa thì có cái gì nhớ không? Mũi điện. Không phải, gành đá đĩa. À, gành đá đĩa. Thì có những hòn đá nó xếp lại rất là hay. Và ở Ninh Thuận thì có như bằng đá quá thạch thành một cái bàn rất là lạ lùng giữa biển khơi. Và bây giờ Tiết Cương sẽ đi tìm kiếm những cái rạn san hô cổ đại để review hàng triệu năm tặng quý vị khán giả. Đi thôi. Rồi, đây là những chú cá biển đang tung tăng. Và đây thì Tiết Cương, theo nhìn nhận của Tiết Cương, bây giờ quý vị quan sát của Tiết Cương nha, thì đây là cái dải đá bàn. Hồi nãy thì Tiết Cương có nói quý vị là hàng ngàn năm triệu năm về trước thì do sóng biển, gió biển, mưa nắng thì mới hình thành một cái dải đá bàn đó. Nhưng mà Tiết Cương nhìn đi xuống đây cận cảnh nhìn kỹ thì Tiết Cương thấy cái này thật sự Tiết Cương nghĩ không phải là đá đâu quý vị ơi, mà là san hô cổ quý vị. Đó, quý vị nhìn xem nè. Đây nè, nó san hô cổ. Và đá thì nó khác. Quý vị nhìn thấy cái kết cấu không? Cũng nhìn nè. Nếu đá nó sẽ như thế này nè. Đó, nếu mà sóng biển bào mòn. Đó, sóng gió mưa nắng nó bào mòn nó sẽ như thế này. Còn đây là san hô quý vị. Và đây chính là cái bãi đá san hô. Đó, hàng nghìn năm về trước này đây. Sóng biển, gió biển đã bào mòn nó tạo lên một khối đá khổng lồ. Đó. Quý vị đến có dịp nào đến Vĩnh Hy Ninh Thuận thì nhớ ghé thăm hang Rái để xem những cái phán đoán của Tiết Cương hay những nhà khảo cổ học cao kiến nào xin cho Tiết Cương một câu trả lời thật chính xác. Đó. Thì Tiết Cương nghĩ đây cái dải đá bàn này chính là san hô, dải một rạn san hô xưa hình thành lại. Rồi. Như vậy là từ sáng giờ Tiết Cương và Ngọc Hưởng đã tham quan được những địa điểm nào, và Ngọc Hưởng có thể thống kê cho Tiết Cương biết không? Chùa. Hả? Đi chùa. Chùa Vĩnh Ân. Chùa Vĩnh Ân. Rồi đi đâu? Vườn nho. Vườn nho, phải gì nữa? Như hàng gái. Mới có ba nơi hả? Dạ. Còn một nơi nữa là bè. Đi bãi biển của Vịnh Vĩnh Hy. Đó. Coi như là được 4 điểm du lịch ở khu vực Vĩnh Hy rất là nổi tiếng. Vậy như vậy là bây giờ Tiết Cương đã tham quan nhẹ hang Rái và lên đây nhìn tổng thể từ trên xuống dưới thì thấy cái clip đi, cái dịnh san hô, cái một cái san hô rất là to lớn. À, mà lúc đầu thì Tiết Cương lầm tưởng đó là những hòn đá, nhưng mà sự sau khi về chiếu phân tích cận cảnh thì Tiết Cương xác định đó là một rặng san hô cổ. À, và coi như là chiều đã xuống rồi. Tiết Cương kết thúc chuyến tham quan tại Vĩnh Hy lần này. Đây là lần đầu tiên đến với Vĩnh Hy và cảm giác rất là thích vùng đất này, của vùng đất của cái nắng, của cái gió, của phan rang. Phan rang có nghĩa là gì thưởng? Nắng như phan, gió như rang. Nó ngược rồi. Ủa gió gì? Như phan, nắng gió như rang. Vàng, nắng đây như là rang. Vùng đất của người Chăm Ba cổ. À, còn rất nhiều đồng bào Chăm sống ở đây với những tập tục tập quán rất là hay, và chưa có dịp đi sâu vào để review cho quý vị. Hy vọng có dịp nào quay trở lại với Ninh Thuận thì cái cơ mà thử sẽ khám phá thêm về những văn hóa, về những điều thú vị. Ninh Thuận là vùng đất bị kẹp giữa Bình Thuận và Khánh Hòa, bị kẹp giữa hai bãi biển nổi tiếng Phan Thiết và Nha Trang, cho nên du lịch là phát triển chưa có nhiều, nhưng mà chính vì vậy cái nét hoang sơ này nó vẫn còn quý vị. Đó, cái điều đó thì Tiết Cương rất là thích. Bởi vì đến những cái nơi đông đúc người thì cảm thấy nó ngột ngạt và xô bồ lắm. Đến đây thì quý vị thấy cũng có những du khách đến đây khám phá. Đó, và Vĩnh Hy nói riêng và Ninh Thuận nói chung cũng là cả một bầu trời kêu bằng du lịch hoang dã dã ngoại, còn rất hoang sơ. Mọi người có thể đến đây để khám phá, và vùng đất này cũng rất nhiều kỷ niệm với Tiết Cương. Đó chính là gì Ngọc Hưởng biết không? Đóng phim ở đây nhỉ? Đúng rồi, Ngọc Hưởng quá giỏi. Là nơi mà Tiết Cương đã
đóng bộ phim Hướng Nghiệp 1 ở đây. À, coi như cả tuổi thanh xuân của Tiết Cương gắn bó với cái nắng, cái gió và cả tuổi thơ. Học lớp cấp 1 là đã từng ra đây sống ở Phan Rang Tháp Chàm những ngày hè nắng cháy, đã biết được những cây xương rồng, những con cuốn chiếu to, rất kỷ niệm. À, cây xương rồng Hưởng thấy chưa? Dạ thấy. Rồi, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi clip Tiết Cương cùng Thưởng du ngoạn tại Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại clip sau.